Dùng ký ức xưa xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết đăng trên Facebook David Trần kể về câu chuyện số phận long đồng của một bộ phim sản xuất năm 1974. Chúng tôi xin lược trích như sau. Cuốn phim tuổi dậy vừa được thực hiện xong vào năm 1974 nhưng chưa kịp trình chiếu cho công chúng xem vì mới quảng cáo mà thôi tuy nhiên đã bị biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 khiến cho kế hoạch công chiếu phải ngưng lại. Đến năm 1986, sau khi định cư ở Úc, đạo diễn Thái Thúc Hoàng Điệp mới qua Hồng Kông và trả 24.000 Mỹ Kim để lấy bản chánh gốc của cuốn phim về từ hãng phim Hồng Kông đã ráp nối và làm hậu kỳ cho cuốn phim. Sau đó người bạn giới thiệu cho anh một nơi ở Mỹ để chuyển từ băng nhựa thành DVD nhưng phẩm chất rất tệ đạo diễn phải tự tay mày mò để chỉnh sửa màu sắc lại cho rõ nên rất công phu và mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng hoàn thành một cách mỹ mãn như quý vị và các bạn đã thấy cho nên rất nhiều người không biết đến cuốn phim này cuốn phim là đứa con tinh thần cũng là tâm huyết của đạo diễn thái thúc hoàng điệp con trai của đạo diễn nổi tiếng thái thúc nha xin tất cả mọi người chúng ta hãy ủng hộ đạo diễn thái thúc hoàng điệp một cách nhiệt tình bằng cách chia sẻ cuốn phim này cho nhiều người xem để tâm huyết và công lao của đạo diễn đã hy sinh tất cả về nghệ thuật không bị lãng phí. Cuốn phim quy tụ nhiều tài tử gạo cội, ca nhạc sĩ nhạc trẻ và minh tinh màn bạc nổi tiếng của nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong cuốn phim này, quý vị và các bạn sẽ bắt gặp những thời trang hippie và dân dê yeah dê yeah với kiểu áo bó sát ngang eo và quần patch hay Sigapad cùng với phong trào nhạc trẻ đang thịnh hành, thật là những kỷ niệm khó quên phải không quý vị và các bạn? Mọi người sẽ được thưởng lãm những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của miền Nam Việt Nam chúng ta khi xem cuốn phim được thực hiện 49 năm về trước nhưng vẫn còn sắc nét giống như vừa mới quay xong. Ở đoạn cuối cùng sẽ xuất hiện tên của đạo diễn và những người thực hiện cùng những tài tử minh tinh, ca nhạc sĩ và những nhạc phẩm được sử dụng trong cuốn phim này. Dưới đây là câu chuyện về số phận long đông của bộ phim. Đây là bài viết của Adam Jutrich đã được người viết bài này dịch tạm sang tiếng Việt như sau. Sau hơn một thập niên nằm dưới gầm giường, cuốn phim điện ảnh của Việt Nam Cộng Hòa sản xuất năm 1974 tìm được khán giả trên Internet. Đó là năm 2009 và tôi đang điều hành một hội thảo cho một nhóm lớn những người tìm việc thất nghiệp ở Sydney, Australia. Chúng tôi đang thảo luận về thành tựu lớn nhất trong đời thì một người đàn ông Việt Nam 60 tuổi rất già dặn nói: "Tôi đã làm một bộ phim truyện tại một hãng phim nổi tiếng, nó nằm dưới gầm giường của tôi nhiều năm rồi mà không ai xem cả. Chúng tôi đã dành 11 năm tiếp theo để chiến đấu với chủ nghĩa hoài nghi và những thảm họa công nghệ để mang bộ phim ẩn dấu này đến với khán giả. Nhưng qua tất cả những trở ngại và thất bại, tôi đã hình thành một tình bạn khó có thể xảy ra nhất đối với đi như người ta vẫn biết về anh ấy một người đàn ông có trái tim nhân hậu sống trong một căn hộ nhỏ chật ních đồ dùng làm phim tôi đã có cơ hội lắng nghe hành trình phi thường của anh ấy và hiểu được điều gì đã khiến một người giấu thành tích vĩ đại nhất của họ dưới gầm giường và coi đó là đứa con chưa chào đời của họ đi đi tên đầy đủ là thái thúc hoàng điệp sinh ra để làm phim. Nó đã ở trong máu của anh ấy. Cha của anh, Thái Thúc Nha, được coi là người tiên phong trong điện ảnh Đông Nam Á và sở hữu hãng phim Alpha, là một đạo diễn thực thụ. Ông đã viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất hơn 20 bộ phim thành công, đã giành được những giải thưởng danh giá của chính phủ tiền nhiệm. Anh không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn cho cả châu Á với vai trò là chủ tịch liên đoàn điện ảnh châu Á. Đi Đi bị cuốn hút vào thế giới điện ảnh của cha mình Nhà đã dạy Đi Đi cơ chế của nghề thủ công và ngành công nghiệp Với ý định giao cho anh điều hành hãng phim Để anh có thể trở thành một nhà làm phim có ảnh hưởng Anh ấy đã được định sẵn cho sân khấu quốc tế Mới 20 tuổi và khi chiến tranh Việt Mỹ đang hoành hành Đi Đi được giao nhiệm vụ đạo diễn bộ phim đầu tiên của mình Bộ phim kinh phí lớn có tên The Green Age anh ấy điều hướng các mốc thời gian sản xuất nghiêm ngặt trong khi di chuyển một dàn diễn viên lớn khắp Việt Nam trong một cuộc chiến toàn diện. Khi trận chiến đang cận kề ở Sài Gòn, quá trình quay phim đã kết thúc và đi đi đã làm việc cả ngày lẫn đêm cho khâu hậu kỳ. Anh ấy đã hoàn thành việc chỉnh sửa và gửi bộ phim đến Hồng Kông để phát triển. Vài ngày sau, anh nhập ngũ để làm phim. Công việc đầu tiên của một người đàn ông bị tước đoạt sự giàu có, niềm kiêu hãnh và tự do và bị ép phải làm việc cho những người mà anh ta coi thường đi đi đã tranh giành đủ tiền để trả cho một kẻ buôn lậu để đưa anh ta ra khỏi việt nam trong đêm khuya anh lên một chiếc thuyền bị dột cùng vợ và đứa con nhỏ với lời hứa về một cuộc sống mới ở một nơi ở mới theo cách nói của anh họ bị bắt và bị giam trong một trại tị nạn thái lan đó không phải là điều mà đi đi từng nói đến ngoài việc mô tả nó là nơi phụ nữ bị lôi đi và cưỡng hiếp sau khi chịu đựng cơn ngắt mộng kéo dài 3 tháng, gia đình đã định cư ở Úc với vốn tiếng Anh hạn chế. Đi Đi đã cố gắng bán The Green Age cho các kênh truyền hình ở đó nhưng không có khán giả xem. Anh ấy đã thử mọi cách để thâm nhập vào ngành điện ảnh Úc nhưng bị coi là kẻ ngoại đạo và bị nói rằng người Việt Nam không làm phim, họ may quần áo trong nhà máy. Đi Đi quay video đám cưới cho rằng ít nhất tôi vẫn đang làm việc trong thế giới điện ảnh tua nhanh đến năm 1986 Đi đi lần ra địa chỉ của hãng phim Hồng Kông Đã phát triển The Green Age Thật ngạc nhiên Các cuộn phim vẫn nằm trên kệ Họ rất vui khi giao chúng với điều kiện anh phải trả 24.000 đô la Mỹ chi phí phát triển Đi đi không chỉ khánh kiệt mà còn nợ nần chồng chất Anh ta ăn xin, dai mượn và dai nhiều lần rồi bay đến Hồng Kông Nơi anh ta được trao một hộp 8 cuộn màu kỹ thuật đứa trẻ không bao giờ được sinh ra đã trở lại trong vòng tay anh đi đi ngay lập tức gọi điện cho cha mình và nhã đã quá xúc động đến mức rơi nước mắt bộ phim đã được cứu và cuối cùng sẽ tìm được khán giả hai tháng sau nhã mất thế giới của đi đi sụp đổ mất đi người cố vấn và người thân thiết nhất trong cuộc đời anh đi đi rút lui nụ cười dịu dàng mà tôi biết và yêu mến đã biến mất trong nhiều năm cuộc hôn nhân của anh tan dở và kết thúc bằng ly hôn không có tiền và nợ nần chồng chất đi đi quyết định chiếu the green Egg tại melbourne tận dụng cộng đồng người việt đông đảo tại thành phố không có tiền để tiếp thị anh ấy chỉ dựa vào truyền miệng vô tình anh ấy đã đặt một địa điểm vào ngày mua sắm giảm giá lớn nhất trong năm không một người nào xuất hiện xấu hổ anh ấy thề sẽ không bao giờ nghĩ hay nói về bộ phim nữa thề rằng tôi sẽ mang nó xuống mồ với việc kinh doanh video đám cưới của mình đang suy yếu đi đi gần như trở thành người vô gia cư anh ấy đã đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp và được cử tham gia các khóa đào tạo động lực của tôi sau tiết lộ về bộ phim gầm giường của anh ấy tôi đã mời anh ấy đi ăn trưa và một tình bạn đã nảy sinh trở ngại đầu tiên của tôi là gây quỹ đáng kể cần thiết để số hóa các cuộn phim cũ tôi tiếp cận các tổ chức tài trợ nhà từ thiện nhà đầu tư bất kỳ ai có hầu bao rủng rỉnh nhiều năm bị từ chối trôi qua cho đến khi số tiền được tìm thấy khi tôi báo tin vui này cho đi đi cả một khoảng im lặng nặng nề kéo dài từ bỏ bộ phim của anh ấy thậm chí còn khó hơn là giữ lấy tim đi đi đập loạn nhịp khi anh đứng ở quầy của công ty sản xuất ôm chặt chiếc hộp bụi bặm của mình giống như cha mẹ lần đầu tiên xa con vòng tay anh siết chặt bụng nặng trĩu trở về nhà khoảng trống bên dưới tấm đệm của anh cảm thấy trống rỗng như trái tim anh anh ấy thường gọi điện cho công ty sản xuất và hỏi phim của tôi thế nào mọi thứ ổn chứ sau đó chúng tôi quyết định thuê một nhà hát và tổ chức buổi ra mắt vĩ đại của mình nhưng covid mười chín đã có kế hoạch khác luôn duy trì cách nhìn tươi đẹp về cuộc sống đi đi mỉm cười và nói không sao đâu tôi sẽ chiếu nó ở nhà hát lớn nhất thế giới và anh ấy đã đăng nó lên youtube đó không hoàn toàn là thảm đỏ mà tôi đã dự tính nhưng đứa con chưa từng được sinh ra của anh ấy đã bước vào thế giới các diễn viên trong phim giờ đã cao tuổi và sống rải rác khắp nơi trên thế giới cuối cùng cũng nhìn thấy mình trên màn ảnh vâng một màn hình máy tính nhưng màn hình tuyệt đẹp bộ phim the green age có tên việt nam là tuổi dại được đăng trên kênh dùng ký ức xưa Quý vị muốn xem có thể truy cập vào đường link bên dưới bài viết này. Dùng ký ức xưa, trân trọng mến chào